cho lên ba cho được mơ ra còn chị cha vì cha không có nhẹ không khóc nhẹ để về trong cây cây. Vâng, quý vị nghĩ sao về những hành vừa rồi ạ? Họ Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đang ôm một bạn bé người Angola và dạy cậu bé hát bài Bé lên ba. Hình ảnh vừa đáng yêu vừa cũng thật đáng tự hào phải không ạ? Và tôi thì cũng đã kịp kết nối với Tiên để nghe cô ấy chia sẻ nhiều hơn về chuyến đi tại Angola xa xôi. Đang miệt mài với những dự án thiện nguyện của mình. Và lúc này đây thì cô ấy đang có mặt tại châu Phi Angola để có thể mang dòng nước sạch tặng cho những người dân tại một ngôi làng còn thiếu điện, thiếu nước và thiếu cả những tiện nghi sinh hoạt tối thiểu nhất. Cùng với sự giúp đỡ của Quang Linh Vlog, một chàng trai đang sinh sống và làm việc tại đó, Thùy Tiên đã làm được những điều ý nghĩa để mang hình ảnh Việt Nam yêu thương tới bạn bè quốc tế. Chúng ta sẽ cùng kết nối với Thùy Tiên, cùng một người bạn rất đặc biệt đang sinh sống và làm việc tại Angola, chính là Quang Linh Vlog, người mà đã giúp đỡ Thùy Tiên rất nhiều trong chuyến hành trình ý nghĩa này. Vâng, xin được chào Thùy Tiên, xin được chào Quang Linh. Các bạn có khỏe không? Thùy Tiên và anh Linh xin chào chị Thủy Vân cũng như là chào các khán giả của Chuyển động 24 giờ. Anh khỏe, em khỏe không? Em khỏe. Trước chuyến đi thì Thùy Vân thấy là Thùy Tiên không chia sẻ quá nhiều, và cho đến ngày hôm nay khi có được thành quả rồi thì bạn mới chia sẻ. Tại sao lại như vậy? Thật sự là cái khoảng thời gian mà chuẩn bị cho giếng nước nó cũng rất là gấp gáp, bởi vì cái quá trình làm visa cũng như là để xếp lịch trình từ thiện này chung với các chuyến đi các nước khác của mình nó cũng gặp gỡ nhiều khó khăn, cho nên là Tiên mới không có thông báo trước hay là không có thông báo nhiều cho mọi người cái khoảng thời gian trước đấy. Tại sao thì Tiên lại chọn châu Phi mà cụ thể ở đây là Angola vậy? Tiên nghĩ là vì ở đây có team anh Quang Linh, một team ở Việt Nam, người Việt ở tại Angola đã giúp đỡ rất là nhiều người dân ở đây rất là nhiều năm. Thì tôi nghĩ là khi mà mình tâm tư ở một dự án quốc tế, một dự án nước ngoài, thì mình cần có một team để hỗ trợ cho mình ở một đất nước xa lạ, để họ có thể đưa cho tôi những cái gợi ý về những cái dự án là dự án nào sẽ thiết thực nhất cho người dân, hay là mình nên làm cách nào để tốt nhất. Linh ơi, Linh không biết là bạn có thấy ngạc nhiên không khi mà tự nhiên có một cái lời đề nghị từ Hoa hậu Thùy Tiên ạ? Mình và Tiên thì cũng gặp nhau ở Việt Nam rồi và cũng bàn qua về kế hoạch sang ở châu Phi, nhưng mà mình cũng không ngờ là Thủy Tiên sẽ sang sớm như thế này. Đấy, đó là điều rất là bất ngờ đối với mình và cũng như là đối với người dân ở đây luôn ấy. Để thực hiện được chuyến đi này thì Tiên đã lên kế hoạch trong vòng bao lâu, và khi sang đấy rồi thì những cái công việc cụ thể nào mình phải bắt tay thực hiện nhỉ? Thời gian mình tâm tư thì cũng khá là lâu. Nói chung là lúc mà vừa đăng quang xong là đã bắt đầu nghĩ là mình mong muốn được có một cái dự án quốc tế. Tôi nghĩ là cái khoảng thời gian bắt đầu lên kế hoạch thì chắc là gọi là một tháng để lên kế hoạch làm visa cũng như là sắp xếp cái hành trình đi Angola chung với một cái tour chung với các nước khác. Làm thì đây thì chắc là hôm qua thì đi là nghiệm thu hai giếng nước nhỉ? Hai giếng nước thì hôm nay thì cũng lên bản Lafayette và Lomanda, thì cũng trao quà cho Thủy Tiên, cũng trao quà cho nhà tình thương. Dạ. Và cũng như là thăm bản nông nghiệp. Dạ. Đi thăm những ngôi nhà ở đây. Dạ. Và khám phá những cái đây có em lấy nước lên. Rồi anh cứ nói đi. Đi khám phá tất cả những người dân ở đây sống như thế nào. Đấy. Giếng thì làm thì cũng rất là nhanh, một tuần đã có giếng rồi. Và đến lúc Thủy Tiên sang thì tại vì cũng gấp quá ấy, kéo là khoan gấp đấy, nhờ người ta cũng mệt đấy thì mới khoan đấy. Còn bình thường ấy, nếu mà muốn khoan một cái giếng nước sạch như thế này ấy, thì nó phải đặt lịch người ta tầm 2 tháng đến 3 tháng. Cụ thể là công trình này mất bao nhiêu tiền và được huy động như thế nào? Tiền huy động là tiền từ tiền lương của Tiên và Tiên để dành để có thể làm dự án này. Còn tổng số tiền thì bao gồm cả chi phí đi lại cũng như là ăn ở, bay đi bay lại và ở thời gian ở Angola thì tầm hơn 500 triệu. Đến lúc này đây thì Thủy Vân bắt đầu tưởng tượng sau khi cái công trình thành công, người dân mang từng cái chậu ra để hứng nước. Cái cảm xúc nó hạnh phúc như thế nào Tiên có thể mô tả được không?
người dân ở đó cái sự hạnh phúc thật sự là phải đến để trải nghiệm. Khi mà người dân thấy nước sạch là họ nhảy nè, rồi họ múa nè, họ hò hét, nói chung là rất là hạnh phúc. Và mình cảm thấy rất là xúc động, bởi vì bản thân mình ở Việt Nam thì cái việc mà nước đó, đối với mình nó là một cái gì đó rất là gần gũi và nó là một cái cơ bản của cuộc sống của mình. Nhưng mà ở đây thì họ xem nước là cái điều rất là quý giá, rất là thiêng liêng, và mình cảm thấy là nó để lại cho mình rất là nhiều cảm xúc, để dạy cho mình rất là nhiều bài học, là mình cảm thấy mình phải biết ơn và những cái điều mình đang có nhiều hơn. Thế còn với Quang Linh thì sao ạ? Công trình nước này có ý nghĩa như thế nào với những người dân tại bản Jamba? Thì mình thì chắc là mình cũng khoan giếng cho người dân thì cũng khá là nhiều. Nhưng mà đặc biệt là hôm qua thì mình lên cùng với Thủy Tiên để nghiệm thu giếng thì thấy người dân đông và vui hơn mọi khi nữa kìa. Ủa vậy hả? Đấy, người dân ở đây thì để mà nói một cái giếng như thế này thì người dân là sẽ không có rồi, hoàn toàn là không có. Hầu hết là nếu mà có muốn lấy nước đi tắm hay là nấu ăn hay gì thì có thể đi ra ngoài suối. Thủy Vân biết là chuyến đi này thì Thủy Tiên chỉ đi với một bạn trợ lý thôi. Dẫu biết là có Quang Linh đón ở đó rồi, thế nhưng mà Thủy Vân hỏi thật là bạn có lo lắng gì hay không ạ? Bởi vì nhiều người nói rằng có vẻ như là cô ấy hơi liều. Bạn thì bạn nghĩ sao? Lúc mà Tiên bay qua đây thì cảm giác nó háo hức nhiều hơn, mong chờ nhiều hơn là lo lắng. Lo thì nghe mọi người nói là kiểu lo thôi, vì mình đi là cùng với một bạn trợ lý thì mới qua thì không biết là người dân hay là những thứ khác nó sẽ như thế nào ấy. Mình lo là kiểu lạ nước lạ cái, là không biết là nó có gì thì mình sẽ xử lý như thế nào, thì cái điều đó mình lo về điều đó thôi, chứ cũng không có lo lắng gì quá nhiều. Nếu mà sợ ảnh hưởng thì sẽ không đi rồi. Ai cũng biết châu Phi là một đất nước là vô cùng nắng nóng và thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhưng tại sao mình vẫn muốn đi? Thì cơ bản là cái việc nó ảnh hưởng nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Cái việc mình đi lại thì nó sẽ giúp ích được rất là nhiều, mình lan tỏa được rất là nhiều thứ, và nó là một cái điều cần thiết trong một cái nhiệm kỳ của một hoa hậu đang đương nhiệm, đặc biệt là cuộc thi hoa hậu hòa bình quốc tế. Một câu hỏi xa hơn nhá, không biết là trong tương lai thì Thủy Tiên đã có kế hoạch cho những vùng đất khác chưa? Ngoài hai giếng nước tại bản Jamba ra thì Tiên cũng như là cùng với Tiên Quang Linh tới thăm bản nông nghiệp cũng và bản Lomanda, hai cái bản mà Tiên Quang Linh cũng đã rất là chăm chút và gọi là giúp đỡ người dân ở đây xây dựng nhà cửa này, cũng như là xây dựng cho họ một cái gọi là cái chỗ làm nông. Thì Tiên cũng tới đây rồi, xong rồi Tiên trao tặng bánh kẹo cho mấy trẻ em, cũng như là trao tặng sách vở, thì trao tặng cho mấy đứa con của anh Linh gạo cũng như đồ ăn nữa. Cảm ơn hai bạn về cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Xin chúc cho hai bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều nhiệt huyết và yêu thương để thắp sáng những vùng đất còn gian khó. Chúng tôi chắc chắn sẽ luôn luôn tự hào và dõi theo các bạn.